bác đã quay lại với kênh YouTube của Xuân Tóc Đỏ. Các bác vui lòng nhấn nút đăng ký kênh ở phía dưới bên tay phải để chúng ta đăng ký kênh cũng như là theo dõi những clip mới nhất và cái lượng hàng về dịp Tết các bạn em. Thì dịp Tết này bọn em sẽ về rất là nhiều hàng. Chính vì vậy chúng ta cũng nên đăng ký kênh để mà theo dõi cũng như là cập nhật những lượng cái hàng mới nhất mà chúng ta có nhu cầu mua. Các bác em. Thì hôm nay em về một cái em tiếp tục ra mắt cho các bác lô mic thứ hai, đó là lô mic trong cái gói mà cái lô lớn mà em về đọc nhiều hơn thông báo các bác ạ. Thì hôm nay em dọn tiếp được một lô nữa, đó là lô GS BBS GS 310 và BBS GS 126 đấy. Thì hai cái model này thực sự nó là một, nó chẳng phải là hai đâu, nhưng mà khác nào sản xuất thì họ để hai tên khác nhau thôi đấy. Thì cái dòng đầu nhỏ này á, nó chưa bao giờ hết sốt cả các bác ạ. Đấy, dòng đầu nhỏ chưa bao giờ hết sốt. Tất cả những dòng đầu nhỏ của BBS thường thường giá thành khá là cao, rất là cao luôn, và được chất âm được đánh giá là phải nói cực kỳ hay trên thị trường hiện nay. Được nhiều bác săn lùng từ lâu rồi nhưng mà thực sự cái dòng này khó rất là khó lấy. Thì hôm nay em về được 30 bộ cho các bác. Đấy, thì cái dòng này đây là dòng, để nói là dòng GS tự ngắt trung hú chính đầu nhạy trên tay, và đặc biệt cái đây là dòng vị tím các bác nhá. Tay toàn bộ là vị tím hết. Đấy, tay mic là vị tím. Đấy, các bác đem nhắc lại các bác này. Dòng GS 126 và GS 310. Đây là dòng mic tự ngắt chống hú chính đầu nhạy trên tay và dòng vị tím. Đấy, tất cả những dòng những cái gì cao cấp nhất thì đều nằm ở trong đây hết rồi. Cũng giống như cái dòng hôm qua, đó là 2030. Em giới thiệu các bác. Thì đây cũng là dòng côn trắng toàn bộ. Tất cả đây là dòng côn trắng hết. Côn trắng hết. Và độ đẹp ở mức độ em đánh giá nó chỉ tầm khoảng độ 75% hay 80%. Đấy, thế thôi. Em nói nó thẳng. Đây, em sẽ quay trực tiếp cho các bác. Đấy, nó sẽ có chề xước và đây là hàng bãi, không phải hàng mới các bác nha. Đây là hàng bãi và em để sơn zin cho các bác, tất cả đều nguyên zin. Và em thông báo các bác là không bị gãy một cái lẫy pin nào hết nhá. Không có một cái lẫy giữ pin nào bị gãy cả. Và mức giá em sẽ đưa ra cho các bác là hai mức giá luôn. Cái mức giá thứ nhất cho những bộ như thế này. Đây, những bộ mà chày sức như thế này. Đấy, nó sẽ có vết chày nhỏ như thế này. Nó là 2.600.000 đồng. 2.600.000 đồng các bác nha. Còn những bộ mà nó như thế này, em sẽ đánh dấu là chữ XC. XC là chữ 6. Em sẽ tìm được các bác một chữ XC. Đây, XC đâu nhỉ? Đây, ví dụ như đây, XC đây. XC đây. Đây là XC. Đây là bộ 22XC. Cánh nét cho các bác nhìn này. Đấy, 22X. Thì nó sẽ bị chảy nhiều. Đấy, những bộ này nó sẽ chảy nhiều. Kể cả có thể chảy nhiều nữa cũng có. Đấy, nhưng mà em cam kết các bác đây, chảy như thế này. Đấy, chảy như thế này. Nhưng em cam kết các bác những bộ chảy xấu này, nó vẫn, cái ruột bên trong nó vẫn không gãy một cái lệ pin nào. Tất cả đều ruột mới tinh các bác luôn, cực kỳ đẹp luôn, nguyên zin 100%. Em bao zin các bác 100%, không đụng chạm gì cả. Đấy. Và những cái bộ 66 như vậy, XC như vậy, em sẽ bán cho các bác với giá là 2.500.000 đồng. Còn những cái bộ mà như trung bình tầm khoảng 75-80% thế này, tôi sẽ bán các bác với giá là 2.600.000 đồng. Vâng nha, vâng nha. Tất cả đều 2.600.000 đồng. Đấy, rất là đẹp luôn. Chỉ mà bác nào mà có nhu cầu muốn dùng hàng tốt, hàng xịn, đài cao, chất lượng cao, mà do cái hầu bao hạn hẹp thì chúng ta chỉ khó dùng một chút những cái bộ xấu nó một chút đi. Đấy, bộ xấu hơn một chút thì chỗ xấu hơn người ta một chút, nhưng bên trong nó vẫn là vậy hết. Đấy, không gãy một cái lệ pin nào. Vị tím các bác này, nhìn thấy vị tím nhỉ? Đấy, vị tím này không gãy một cái lệ pin nào cả, ruột vẫn như cũ, không có một cái gì hết. Nó chỉ là cái bên ngoài người ta có thể là quán người ta dùng không cẩn thận, người ta để chày nhiều thì nó xấu hơn một chút thôi, nhưng mà chất lượng vẫn đảm bảo 100% cho các bác, không có một cái gì cả, vẫn hay như thế. Vẫn là cái dòng mic GS 310 hay là dòng S 126 này, thực sự là cái dòng em có thể nói là bao hay được luôn, em bao hay các bác luôn. Những dòng này tiếng rất rất là hay, cực kỳ hay luôn, chứ không phải là hay thường, nó hát rất là nhẹ các bác. Em đã tặng em là các bác nhớ nhá, em đã đăng một cái clip hướng dẫn các bác chỉnh độ nhạy rồi, chỉnh độ nhạy ở trên cái YouTube của em rồi, thì các bác vui lòng lấy hàng về. Tùy theo nhu cầu của mỗi nhà, tùy theo nhu cầu của mỗi người, chúng ta chỉnh độ nhạy theo mức độ mà mình thích bác nha.
chỉ nó nhạy theo mức độ mình thích. Các bác có thể tự tùy ý tắt tự ngắt hoặc là bật tự ngắt, thích làm gì thì làm. Tất cả chúng ta sẽ làm mọi thứ trên cái bộ mic này các bác nhá. Dòng rất là cao cấp. Đây đầu dòng đầu nhỏ của BBS thì thôi rồi, nổi tiếng từ xưa này. Rất là nổi tiếng luôn. Thích hợp cũng Canon chúng ta luôn. Đấy, cả cổng Canon, cả cổng 6 ly. Đấy, cả cổng Canon 6 ly luôn nhá. Dùng anten rời. Các bác nhớ dùng anten rời. Và cái dòng đầu nhỏ này nó rất là nổi tiếng. Các bác để ý tất cả những dòng đầu nhỏ BBS hồi giá thành không hề thấp. Giá thành không hề thấp đâu. Các bác mua lúc nào cũng vậy. Để ý nếu mà thời điểm này nhá, em đang giữ giá thì các bác có được giá đó. Nhưng bình thường các bác nhớ em từng bán một cái lô GS333 2.800.000 đồng. 2.800.000 đồng mà thực sự các bác tranh nhau lấy, không có hàng. Thực sự vậy. Cái dòng này các bác săn lùng, rất là nhiều người săn lùng để kiếm nhưng mà không có hàng đâu. Đấy, em lần này em may mắn lắm mới được đúng 30 bộ thôi. 30 bộ, không có nhiều đâu. Rất là khó khăn. Và những dòng này thực sự là nó hiếm, hầu như là nếu mà có hàng ông nào cũng tranh nhau lấy hết à. Nhưng không để phần người khác đâu. Các bác nha. Thì lần này em về cho các bác là 30 bộ. Bác nào thích dòng này thì alo em sớm để chúng ta sở hữu những dòng này. Cực kỳ đẹp. Chất zin. Côn trắng thì thôi thực sự, cái dòng côn trắng thì em không cần bàn nữa đâu. Cái dòng côn trắng này thực sự em không cần bàn các bác nữa. Cái chất lượng thì chắc là đã có được nổi tiếng rồi. Hầu như là ai cũng biết cả. Hầu như ai cũng biết hết. Ai nhắc đến BBS đều nhắc đến dòng côn trắng. Đấy, thực sự là vậy. Dòng côn trắng này rất là nổi tiếng. Đấy, bác nhìn qua một lần nữa này. Đấy, bác nào có nhu cầu thì alo em sớm nhá để chúng ta sở hữu cái con dòng mic này. Nó cực kỳ chất luôn, không thể chê được cái gì đâu. Chúng ta xấu hơn một chút thì chúng ta được bớt được chút tiền. Bác nào cũng được tút lại, em sẽ tút lại cho các bác 100.000 một bộ. Đấy, tút lại đẹp như mới cho các bác luôn. Nhưng mà em không thích. Bởi vì bây giờ cái nhu cầu thứ nhất là bây giờ vô gần Tết Nguyên Đán này, lượng hàng em quá là gấp, quá là hiếm và hầu như bác nào qua điện để mà hẹn hàng cả em. Nếu bây giờ em tút cái lô mic này lại mất hơn một tuần. Đấy thì các bác lại mới đến tay các bác được. Thì là hầu như bác nào nóng ruột cả. Chính vậy em lại không tút. Mà nhiều bác thích sơn zin hơn thì em lại sơn zin hết cho các bác luôn. Đấy, sơn zin có hết. Đấy, bác nào muốn tút thì đăng ký em tút lại cho, đảm bảo đẹp như mới luôn. Dù full auto đồng hoàng không phải sơn vớt vẩn nhá. Đấy, em sẽ bán bằng giá những cái bộ này thôi. Các nha, đấy. Bác nào có nhu cầu alo em. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều. Và những bác nào mà lần đầu tiên xem video của em hoặc là chưa đăng ký kênh thì chúng ta vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi cũng như là cập nhật những lượng hàng mới nhất. Bởi vì thời gian sắp tới, đây là thời gian cao điểm mùa năm thì em sẽ cố gắng. Mặc dù bị đang cắm cắt rất là ngặt. Nhưng mà em cố gắng ngày nào mà em cũng sẽ có hàng về. Ít hay nhiều các bác nha. Em sẽ cố gắng có hàng về để phục vụ các bác. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều. Những sự đóng góp cũng như là yêu quý các bác đều là động lực để bọn em làm việc hơn. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều. Hẹn gặp lại ở những clip sau.